Rồi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh LB Audio Đã Mắt Của Xứng Tai. Rất mong anh em hãy like cũng như là bình luận bên dưới để mình có thể trao đổi nhiều hơn về cái niềm đam mê những cái vật dụng xưa cũ này. Hôm nay em sẽ nói về cái con Neutrino, có thể chơi được phần băng cassette nè, có thể chơi được cả radio luôn, với một cái thiết kế cực kỳ gọn tay, nó giống như là một chiếc radio để đầu giường á, rất đẹp. Và đặc biệt cái con này nghe radio rất là hay luôn, mặc dù là nhỏ thôi nhưng mà về cái phần âm thanh á, để đem đến cho tất cả các anh em mà nghe á, phải nói là cực kỳ ngạc nhiên luôn. Bây giờ em sẽ test cái phần radio cho anh em nghe thử. Nhỏ gọn ha. Bây giờ thì em sẽ kéo anten lên và chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái phần radio. Đây là radio á, anh em thấy không, radio mà cái tiếng này. Radio mà nghe mời tốt quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023. Phần tin tức có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khoai lang tươi được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc, tập trung giải quyết các công việc trên môi trường điện tử. Long An phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Cuối chương trình là bản tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị bắt đầu theo dõi. Radio full 108 nha. Lễ hội Đền Hùng tuần văn hóa du lịch đất tổ diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 tại thành phố Diệt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là ngày. Ôi, vừa rồi là cái phần bài test chất âm giữa radio cassette của cái con Neutrino RX2000, một chiếc máy cassette cầm tay có kích thước khoảng tầm 20 cm về chiều ngang và khoảng tầm 10 cm về chiều cao. Được sản xuất vào năm 1980, có thể chơi được cassette nè, radio thì full tần số luôn. Một chiếc máy gọn gàng nhưng mà chất âm rất là hay ở trong tầm giá. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích video clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Yeah.